Hổ thiếu gia con nhà giàu thuộc hệ cưng chiều vợ, Linh Rin khoe được Philip Nguyễn gội đầu, từ nấu ăn đến hàng hiệu Di Băng được chiều tết. Chuyện hổ thiếu gia tổng tài trong giới nhà giàu Việt, bên ngoài nhiều tiền, bên trong chiều chuộng, nửa kia đã chẳng còn xa lạ. Bởi lẽ lâu lâu dân tình lại được phen mắt tròn mắt dẹt nhìn các anh chăm sóc đối phương từ những chi tiết nhỏ nhất. Trong những ngày ở nhà không la cà gần đây, họ lại càng được dịp phát huy tinh thần này, tranh thủ yêu chiều người ấy nhiều hơn. Bảo sao dân tình cứ phải thốt lên, chồng với bạn trai nhà người ta chưa bao giờ làm hội chị em thất vọng. Đoàn Di Băng quốc phủ. Đoàn Di Băng cũng may mắn tìm được tấm chồng đại gia giàu có. Tính tới thời điểm hiện tại, vợ chồng của Đoàn Di Băng đã có gần 10 năm chung sống mặn nồng. Tổ ấm của hai vợ chồng nữ ca sĩ này trở nên trọn vẹn hơn khi có sự chào đời của ba tiểu công chúa. Đặc biệt sau khi kết hôn, vợ chồng Đoàn Di Băng ngày càng ăn nên làm ra, sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Mỗi khi theo dõi tổ ấm nhà Đoàn Di Băng, công chúng đều phải trầm trồ xuýt xoa vì thấy rõ sự xa hoa, vương giả, sung túc và hạnh phúc. Đáng chú ý, Đoàn Di Băng rất được ông xã quốc phủ cưng chiều. Nữ ca sĩ còn hãnh diện khoe hình ảnh ông xã tự tay rửa chân, lau người, đánh răng và đắp mặt nạ cho vợ. Đoàn Di Băng cho biết cô chỉ muốn làm em bé để ông xã chiều chuộng yêu thương. Nghe đến đây, ai nấy cũng đều ganh tị với Đoàn Di Băng, bởi hiếm ai vừa lấy được người chồng giàu có lại còn biết yêu thương vợ con hết mực như nữ ca sĩ này. Linh Rin, Philip Nguyễn. Sau khi khiến dân tình xôn xao bởi bài đăng kỷ niệm 2 năm hẹn hò cùng hàng loạt hình ảnh tình cảm của cả hai trong suốt thời gian bên nhau, Linh Rin lại tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi khoe hình ảnh được bạn trai chăm sóc. Theo đó, trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, tiệm làm tóc cũng như spa đóng cửa thì Linh Rin vẫn được bạn trai chăm sóc tận tình, chu đáo không kém gì ngoài tiệm. Đăng tải trên story tài khoản Instagram cá nhân, Linh Rin chia sẻ hình ảnh được bạn trai Philip Nguyễn cẩn thận gội đầu cho mình, đăng kèm hình ảnh cô viết chấm điểm 8 trên 10 cho spa. Với nhận xét của cô nàng khi cho bạn trai hẳn 8 điểm trên thang điểm 10, có thể thấy spa tại nhà của Philip Nguyễn cũng chất lượng chẳng kém gì ngoài tiệm. Ca nương Kiều Anh, Văn Quỳnh. Bình thường rất bận rộn nên độ chiều vợ của Văn Quỳnh, ông xã ca nương Kiều Anh cũng được dịp phát huy thời gian gần đây. Chẳng hạn như khi dân tình còn đang loay hoay, thèm muốn được ra hàng gội đầu thì Kiều Anh đã có Văn Quỳnh sẵn sàng phục vụ. Thử hỏi sao mà dân mạng không ganh tị cho được. Ông xã của ca nương Kiều Anh cũng là một nhân vật đáng gờm với khả năng nấu nướng, nếu có cuộc đua chồng đảm đang đấy nhé. Nhìn hình ảnh của Kiều Anh khoe hôi cũng thấy hòm thèm rồi nhỉ. Ông xã Kiều Anh là cháu ngoại của giáo sư Văn Như Cương, hiện hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Gia đình của nữ ca sĩ gần đây đã chuyển về sống trong một căn hộ rộng 300m² ở một quận trung tâm Hà Nội. Con trai lớn của cô tên Súc, năm nay hơn 3 tuổi, còn con trai thứ hai tên là Thơm Dung, mới được vài tháng tuổi. Huyền Baby, Quang Huy. Không chỉ tặng quà siêu to khổng lồ như biệt thự dăm 3 triệu đô, đại gia Quang Huy, ông xã của Huyền Baby còn lo lắng cho vợ từ thứ nhỏ nhất trong thời gian ở nhà dài ngày này. Story mới đây trên trang cá nhân của Huyền Baby chính là một ví dụ điển hình. Cụ thể, cựu hot girl Hà Thành đã hãnh diện khoe chồng đích thân vào bếp. Khi người đàn ông vào bếp, cô ấy chỉ việc ăn. Đương nhiên, nhà Huyền Baby cũng có đầu bếp riêng, nhưng một khi đã chiều vợ thì đại gia có ngại chi nhỉ? Có thể thấy, cùng kết hôn với chồng đại gia nhưng mỗi sao Việt lại có một sắc màu hôn nhân khác nhau, được chồng đại gia cưng chiều theo mỗi cách khác nhau. Thực tế cho thấy, dù là mỹ nhân chăm sóc chồng hay được chồng chăm sóc thì hạnh phúc như nhau cả. Hiểu rằng sự chăm sóc này chính là chìa khóa tuyệt vời, giúp hôn nhân thêm thăng hoa và hạnh phúc. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!